À, cái thưa các quý đạo hữu không phải là chúng ta muốn tuyên dương cái điều chân chính mà dễ đâu các quý đạo hữu thấy những điều thiện mà khi được tuyên dương ấy có phải mất nhiều thời gian người ta mới tiếp nhận được cái điều tuyên dương ấy không phải quý đạo hữu có đúng không ví dụ như một người này luôn luôn đi làm thiện ấy, thì phải đến một lúc nào đó cái điều thiện mới được thế gian công nhận là thời gian có dài không? Có dài không ạ? Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta ấy thì ngài tu hai pháp mà chùa chúng ta đang tu. Thứ nhất là pháp tự tu. Thì tự tu là ngài tu hành đầu đà. Thì Chư Tăng chúa vàng đã tu bao năm nay rồi. Thứ hai là pháp độ sinh thì bằng pháp lục hòa thì chính là phật tử chúng ta tu đây. Thế cho nên phải nói rằng là Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngài tu hai pháp này khiến cho chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian. Khi mà ngài dùng pháp hạnh đầu đái thì chánh pháp được tuyên dương rất là rộng gọi là lừng lẫy và khi mà nhân dân tu pháp lục hòa ấy, thì đất nước rất là thái bình, rất là an lạc. Cho nên chúng ta cũng phải biết là chúng ta đã làm được gì trong cái nhân giúp cho non sông đất nước, giúp cho lịch sử vẻ vang, phải không các quý đạo hữu? Thế thì chúng ta là người rất là vinh dự, là cũng gọi là hy hữu nhân duyên, được nối tiếp bước của Phật, của Tổ, thì chúng ta ấy, pháp hạnh đầu đà và pháp lục hòa ấy, là hai pháp mà Đức Phật Thích Ca là cực kỳ tuyên dương. Có phải không quý đạo hữu? Nếu như mà hai pháp này được tồn tại ở đời thì tránh pháp sẽ trụ lâu dài đời. Đây là lời Đức Phật. Thế và minh chứng là Phật Hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta đã tu và đã hoàng pháp bằng hai pháp này. Cho nên tránh pháp đúng trụ đến đến bây giờ có tốt không? Tuyên dương đến giờ tốt không? đấy là kết quả đấy là lời phật dạy nó hoàn toàn chính xác luôn có phải không hoàn toàn chính xác thấy đấy là hạnh phúc của chúng ta cho nên tâm trí có nói khẳng định rằng ta đang tu đúng đường của đức phật thích ca ta đang tu rất đúng đường và người việt nam của chúng ta phải có trách nhiệm phải có trách nhiệm làm nổi bật làm phát tán hay là gọi là làm nớn mạnh lên truyền thống của người Việt, các quý đạo hữu truyền thống mà ở trong Phật hoàng Trần Nhân Tông có đủ hai truyền thống yêu nước và giải thoát. Có phải không các quý đạo hữu yêu? yêu nước và giải thoát? thì ở đây thì có thể có những người này hỏi là thế đi tu rồi yêu nước lại còn đấu tranh à? Không phải. Nếu tất cả trên thế giới này ông vua nào, người lãnh đạo đất nước nào cũng yêu nước của mình thì không muốn cho nhân dân đi đấu tranh có phải không? Như Phật hoàng Trần Nhân Tông đâu cũng muốn đi đấu tranh. Một người yêu đất nước thì đã là một người không muốn chiến tranh, không có muốn cho một con em nào của mình phải đi chiến tranh. Còn những người mà luôn luôn mang binh mang đi đánh nhau ấy, mà cái người đấy nó không yêu nhân dân, không yêu đất nước. có đúng không? Như Phật hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta là một người yêu nước thương dân và tinh thần hòa bình là biểu tượng ấy, cái hành động của ngài là biểu tượng ngài xóa bỏ hết các hận thù ngài bang giao với các đất nước trên tinh thần từ bi cho nên là phật hoàng trần nhân tông là một tấm gương lớn là một tấm gương lớn đấy thế cho nên là chúng ta phải có trách nhiệm là làm sao ấy phải để cho tinh thần của phật hoàng được tuyên dương làm nổi bật thế thì để chúng ta ấy, mà làm được nổi bật tinh thần của phật hoàng thứ nhất là yêu nước thứ hai là chúng ta muốn nói khẳng định rằng ở việt nam có một cái nôi phật giáo đã có từ lâu đời và điều đó đã pháp tu đã ở có việt nam đã chứng đắc ở việt nam đã có giá trị được khẳng định tại việt nam bằng tinh thần tự tu chứng đắc từ cái tinh thần theo Phật tổ là bỏ hoàng cung ở Việt Nam có một vị đúng theo gương Đức Phật Thích Ca là bỏ hoàng cung từ bỏ tất cả danh vọng để đi vào rừng núi tu tập chứng đắc và độ sinh bằng pháp lục hòa bằng kết quả chính thức là có để ở Việt Nam chúng ta là như thế cho nên phải gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông hoặc là Thánh Tổ Trần Nhân Tông hay Vua Trần Nhân Tông là Ngài được truyền thừa Phật Pháp chính từ Đức Phật Thích Ca của chúng ta sang. Tu đúng Pháp luôn. Có phải không quý đạo hữu? Đúng Pháp luôn. Thời Vua Trần Nhân Tông là Phật Pháp đồng hành với dân tộc và bây giờ chúng ta vẫn phải tư tưởng như vậy, Phật Pháp đồng hành với dân tộc và Phật Thích Ca cũng thế. Phật Pháp luôn đồng hành với lại từng người một, từng người một. Giáo pháp của Phật là xóa bỏ giai cấp, có phải không? Từ bi bình đẳng. Thế cho nên là Phật pháp là đối tượng nhằm đến là giúp cho con người được sống tốt đẹp, xã hội tốt đẹp. Yêu thương, chia sẻ hòa bình, có phải không? Thế tinh thần của Phật pháp như thế. <laughs>